as a pilot, we say. Chúng ta đang bay với vận tốc là 600 km/h. Go. We are flying you at a peak of 600 km/h. No, per hour. Per hour. Chúng ta đang bay với vận tốc mà nói cái âm và cái âm đó thì người ta không hiểu đâu. We are flying. Now speak up, speak up. We are flying. Yeah, flying. Đừng nhấn tất cả, không nhấn tất cả, chỉ nhấn cái từ quan trọng thôi. We are flying. We are flying. At a speed. At a speed. Now, speed. 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 Of 600 kilometers per hour. 600. Kilometers. 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 Per hour. Per hour. Per hour. Đó, nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nếu không rõ thì người ta không hiểu. Nào, one more time, we are flying at a speed of, chữ speed và chữ up nối vô, at a speed of, at a speed of 600 kilometers per hour, kilometers per hour, kilometers per hour. Okay, now you should while practice more.